Em xin chào cả nhà nhé. Hôm nay tối 18 tháng 5 2020 thì hiện tại Lai Châu đang mưa rất to. Nhưng mà do hàng nó về muộn mà để kịp phục vụ cho mọi người với hàng nó tươi để cho mọi người về cây nó được khỏe thì em sẽ quay một cái video nhỏ những hàng rời cho mọi người nhá. Mọi người xem kỹ và ủng hộ nhà em ạ. Chiều vuông ở nhà nhé. Cứ một bó như này là 180.000 này. Đó, hàng vừa mới về xong. Rất là tươi. 180.000. Hình số 7. Bó này như thế 180.000 các bác nhé. Hình số 7 180.000 này. Hàng vừa bóc xong đâm ra là tươi như hoa trên lá luôn nhé cả nhà nhé. Ôi giò này đẹp thế. Giò đùi gà thuần này. Còn thân tơ rất là đẹp, hình số 25, 450.000 các bác. Trời ơi. Quá đẳng cấp, đẹp thật. 450.000 cái giò này. Thân rất khỏe, mập, đẹp. Hình số 25. Rất nhiều thân đúng không nhé. Em đi lấy rượu tròn đi. Tí đến bên kia. Tròn, hình số 18 tròn hôm nay thì nó không được tươi lắm đâu cả nhà. Do mấy hôm nay nó nắng nóng quá, về hàng nó cũng không được gọi là đây, lá nó cũng đang mất nước, hơi heo héo một chút. Về các bác có nhận về thì các bác ngâm qua nước gạo hoặc là nước đường đấy, hoặc là B1 đấy, có 3 cách thì các bác ngâm hay là treo lên không tưới nước cho nó hồi nhé. Hình 18, 3, 4 cây tròn này 170.000 nhé các bác nhé. 4 cây tròn cũng là cây tròn to đấy. Cây này cây nhỡ thôi. 4 cây như thế này 170.000. Tiếp hình số 13. Cái này thì 13 cây. 13 cây này 200.000 nhá. Hình số này hình số 14. 13, 14 cây gì đấy. Tầm đấy cũng 200.000 đó mấy nhá. Nụ của nó đây vẫn còn, nhưng chắc quá trình về thì nó không được ngắm hoa nữa đâu. Vì hàng này nó đi nó sẽ không hột, nó nóng nó sẽ héo mất cái hoa. Đến hình 15 cũng 200.000, nó tầm 13-14 cây các bác nhé. Có cả cây vừa, cây nhỏ. Đấy, nó như thế này các bác nhé. Hình số 15 200.000. Hình 16 cũng 200.000 các bác nhé. Cái này thì còn vòi nụ này nhưng mà không biết có còn được chơi hoa không. Hình 16 cũng 200.000, nó tầm 14 cây, 13-14 cây gì đấy. Như thế này nhé. Em có một cái giò phi đẹp thuần này, bác nào mà lấy ghép đơn thì 50.000 này. Ghép đơn nhé chứ không lấy riêng một giò đâu. Giò này là giò hình số... Sao không làm combo cùng cái này đi? Hay là hai combo, hai này 200.000. Combo hai giò phi đẹp vàng này 200 nhé các bác nhé. Không một giò này, hai giò 200.000 về các bác có thể ốp lại nhau như thế này. Thì nó nở hoa rất là đẹp. 200.000 nhé. Mưa quá thì nó không thể trộn. Dáng hương đam bảo sắc. Dáng hương đam bảo sắc nhé. Hàng cây xếp này, một cây này. Đẹp chưa? Hai cây này. Cây này nó đẩy gãy ngọn, nhưng tụt ngọn nhưng nó đẩy ngọn mấy này. Ba cây này. Bốn cây này. 5 cây này, 6 cây. Với một cây này là xếp chung. 7 cây này là 200.000 nhé các bác nhé. 200.000 dáng hương tam bảo sắc. Môi tua. Môi tua thì hàng em mới ghép thôi. Ghép cho bác nào ngại ghép. Nhà em vẫn bán 100.000 một hình. Nhưng mà đây những cái này là hôm nay em ghép lên để cho bác đấy. 170.000. Giò này toàn thân tơ đẹp đang nụ các bác nhé. Chọn những thân đẹp ghép cho các bác. Bác nào mà ngại ghép về chỉ được treo lên chơi hoa, sau đó là thuần nhé các bác nhé. Cái này là chưa thuần đâu, hàng mới ghép. Hình 21, 170.000. Tiếp là hình 22 cũng 170.000, đang có nụ các bác nhé. Hàng chưa thuần, mới ghép, chưa có một tí rễ mới nào đâu. Hình 22, 170.000. Tí ngọc thuần rồi. Giò này hình 27, 150.000. Có lũa thì đẹp ấy. Nhưng mà bác này lấy lên lấy ghép đơn, chứ lấy nguyên một giò này nó phí tiền cước nhé. Hình 27, 150.000. Vẫn còn một vài bông nụ để cho bác chơi hoa.
đẹp vàng. Khi đẹp vàng thuần rồi, nhìn 24 220.000. Nhìn 24 nhá, 220.000 trồng ở hai phía. Những cái thân này nó vẫn còn đang đi ngọn này. Đây là báo bao. Nguyên một cái rề da báo. Cây dưới này nó rất là to. Rất là đẹp. Nó hồ. Rồi to quá. Về ra báo này hình số 1. 550.000 các bác nhá. 500. Quá. Quá khủng này. 550.000 một về ra báo này nhá. Đẹp lắm, cây này đúng rồi. Hình 1. Cái này là hình số 23. Hai về kim hoa 200.000. À quên, hai giò thập hoa nhá. Đây là thập hoa, đây một rè này, đây một rè bé nữa. Hai cái rè này hình số 23, 200.000 nhé các bác nhé. Thập hoa hình 19, có một cục nguyên bản này và một rè. Hình 19 một rè này và một cục nguyên bản này là 150.000 nhé. Nó để không vơi củ chia lên. 150.000. Đây là hình 20 thập hoa giòn. Hình 20 chỗ này nhá, thập hoa giòn. 150.000 nhá. Một cái gói ý ngọc này. Ý ngọc này là cũng chưa thuần đâu các bác ạ. Người dân họ ấy, có một số họ bóc luôn rồi bỏ cây xong họ ghép thêm vào ấy. Chưa thuần nha, về các bác treo lên trăm thôi. Hình số 5 này 150.000. Bò ý ngọc này 150.000 nha. Combo cái hình số 11 này 200.000. Gồm ít thập hoa này, một đống tam bảo sắc này, dáng hương tam bảo sắc này. Với lại bên này thì, đây chỉ có bên này thì đẹp này. Còn bên này thì trồn nó hàng cây bé nhá, hàng nhỏ nhá. Trồn không được đẹp lắm đâu, có cây tóc tiên này. Với lại mấy cây hương vani, những bên này thì cây nó hơi xấu xấu, nhau kéo một tí. Chủ yếu là đống bên này các bác nhá, dáng hương tam bảo sắc này. Tóc tiên và thập hoa. Combo này là 200.000 hình số 11. Kéo hết rồi, tí đưa một chỗ. Hình số 4, 150.000. Hình số 4 này 150.000 một bó ý ngọc này nhé các bác nhé. Để các bác ghé. Hoa của nó thì tàn mất rồi. Rất là nhiều tinh tơ. Trồn. Hôm nay quay nó chật trội một tí. Trồn chỗ này là cây to. Hình số 17, 300.000. Thế nhưng mà vì nó cũng hơi héo. Cây này thì lá nó hơi rách một tí này. Đấy, về đến nơi nó có hơi héo một tí, các bác thông cảm. Mùa này là mùa nóng nhé. Nếu bác nào mà ấy thì thực sự nên lấy nhá. Đây nhá, nó đã hơi héo như này rồi. Hai cây này, ba cây này, bốn cây này, năm cây này, sáu cây này em bán 300.000 nhé. Hình số 17, 300.000. Một khúc ý ngọc thuần rồi, 200.000 hình số 9 nhé. 200.000 hình số 9 ý ngọc thuần rồi. Hai khúc hình số 10 này 200.000. Hai khúc các bác nhé, hình số 10 200.000. Để các bác bó chung vào một bó nhé. Kiều vàng hình số 26 này 300.000 thuần rồi các bác nhé. Kiều vàng nhé, thân rất là khỏe đẹp. Hoa thì tàn hết rồi. Hình 26 300.000. Hình 25, à hình số 3. Hình số 3 250.000 là gồm có 3 khúc tam bảo sắc nguyên bản. Một cây, hai cây này. Khúc này là có 5, 6 cây nữa này. 8 cây nguyên tam bảo sắc này là 250.000 hình số 3 nhé. Hàng nguyên bản. Hình số 6 kiều vuông chỗ này là 2 rè 180.000. 2 rè thân dài nhé, rất nhiều thân tơ. Đặt lên kia được rồi. Hả? Đặt lên kia được rồi. Thế đống hài cho đốm. Hài cho đốm này 150.000 các bác nhá.
hải sợi đối nguyên một đống này rất là nhiều cây này. 150.000. Đuôi gà quần rồi nhá, hình 29. Hạ xuống hình 29, 280.000. Đùi gà thuần rồi các bác nhá. Hôm nay có một số mặt hàng như thế thì mọi người xem kỹ và ủng hộ nhé. Kiều dệt rồi. À còn cái món kiều dệt này đây này. Còn hai hình kiều dệt, hình số 30 này 250.000 các bác nhé. Kiều dệt đang có nụ. Có nụ nhưng không biết là trong thời tiết nóng này đi có giữ được nụ không. Em không không ấy đâu nhé, không đảm bảo là giữ được nụ đâu các bác nhé. Đấy, về các bác có thể chơi hoa được, chơi hoa có thể tặng nó làm giống. Hình số 30 250.000, hình 31 cũng 250.000 các bác nhé. Ok, em xin chào cả nhà nhé.